Xin chào các bác nhá, nhà bác nào hay bị mùi hôi trong nhà vệ sinh, mùi phòng đóng kín lâu ngày, mùi khó chịu trong ô tô, mùi hôi do nấu ăn, mùi thú cưng thì dùng ngay máy lọc không khí số 1 Nhật Bản này đi nha. Em đảm bảo hiệu quả rõ rệt sau lần đầu sử dụng. Terracomb là bộ lọc không khí công nghệ hiện đại số 1 Nhật Bản. Khử mùi, khử khuẩn nhờ bộ lọc carbon than hoạt tính theo công nghệ Nhật Bản. Hoạt động không cần tới điện, không có mùi và cực kỳ an toàn. Điểm khác biệt là Terracomb khử đi mùi hôi, khí độc gây hại trong nhà. Khí VOC gây hại đến sức khỏe mà không phải che đi mùi như các chất khử mùi và tạo mùi thơm đang có trên thị trường. Kiểu dáng nhỏ gọn, cách sử dụng lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần tháo ra và để vào chỗ bạn muốn lọc không khí như chỗ có nuôi thú cưng, tủ giày, nhà bếp, nhà vệ sinh. Bộ lọc chăm chỉ hoạt động cả ngày giúp khử mùi hiệu quả, dù bạn bận rộn cả tuần không kịp dọn dẹp cũng không bị hôi. Vắng bóng mùi hôi, khử khuẩn, khử mùi đến 90% chỉ sau ngày đầu tiên sử dụng. Bác nào mua rồi cho em xin cảm nhận, bác nào chưa mua thì nhanh tay đặt hàng nhé. Bên em đang có ưu đãi miễn phí vận chuyển, bảo hành tới 6 tháng và cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Mình đang cầm ở trên tay một cái cục đen nhẹm, rất là nhỏ gọn mà nhẹ nữa. Nhưng mà nó lại là cả một cái bộ lọc không khí luôn đó mọi người. Cực kỳ rất là hữu ích và hay, mọi người xem nhé. Video này mình quay vào ngày 20 tháng 3, lúc này là mình vẫn đang ở nhà cũ luôn này. Từ cái lúc đó tới nay là đã ngót 3 tuần rồi. Mình đã đủ thời gian để mà mình kiểm chứng xem mà nó có hiệu quả hay không, mình mới lên video cho mọi người. Cái thứ cực kỳ hay ho này là của Terracomb Nhật Bản. Và thực chất nó là một cái bộ lọc không khí sử dụng carbon hoạt tính. Nó không có mùi và cực kỳ là an toàn luôn nha. Lúc còn ở nhà cũ là mình đã đặt một cái ở nhà bếp, một cái trong phòng mình và một cái ở trong toilet. Và đi qua nhà mới thì mình cũng bưng theo. Thật ra là sau khi mình đặt 2 ngày thôi á, là toàn bộ mùi trong nhà mình á, nhất là cái mùi của thú cưng thì nó bay sạch hết rồi. Cái này nó có 3 loại, loại mà mình ưng ý nhất á, là loại dành cho những cái bạn mà nuôi thú cưng giống như mình. Loại thứ hai là dành cho khu vực bếp hoặc là phòng ngủ. Loại thứ ba là dành cho những cái mùi sơn mới hoặc là tủ giày trong xe hơi hoặc là những cái mùi chất hữu cơ độc hại này. Những bạn nào mà nuôi thú cưng á, kiểu nào trong nhà cũng sẽ có mùi. Hãy thử một cái em này nhé. Còn mà nhà ai có một cái tủ giày như thế này thì mọi người đều biết cái mùi đặc trưng của nó rồi đó. Để một cái cục như thế này ở trong tủ giày, mỗi lần mở tủ giày ra là không có nghe thấy mùi nữa luôn mọi người. Thật ra ở khu vực bếp á, thì nhà mình có máy hút mùi rồi. Tuy nhiên mình vẫn đặt thêm một cái em này bởi vì nó hoạt động không cần tới điện. Carbon hoạt tính thì nó cứ chăm chỉ hoạt động 24/24 thôi. Không thì ít nhất cũng đặt một cái cục như thế này ở trong toilet mọi người ạ. Nó khử mùi hay cực luôn, nếu mà bận rộn một tuần mới dọn toilet một lần vẫn không có bị hôi ấy. Sự thật là trong nhà ai cũng sẽ tồn tại cái khí VOC là những cái khí ô nhiễm độc hại. Nhờ cái bộ lọc này khử đi được những cái mùi đó mà sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta hơn nè. Một em như thế này xài được 9 tháng tới 1 năm không có cần tốn điện, không có cần lắp đặt gì hết. Bạn nào mà ở phòng trọ mà không có được thoáng khí lắm á, mà nuôi thú cưng nữa thì nhất định nên có một em. Hy vọng là video này hữu ích cho không gian sống của nhà các bạn nhé. Bye!